Nên là bác chắc là hôm nay bác sẽ đồng hành cô Hồng nhờ. Con sẽ đồng hành cô Hồng và lát nữa thì con sẽ quay trở lại hỏi một số câu hỏi và lúc nhà cho anh chị nhá. Ok, thế con có thể đặt một số câu hỏi bất kỳ nhé, cho anh chị nào cũng con thấy ai thiện cảm nhất đối với con ở thời điểm hiện tại nhé, con đặt câu hỏi nhé. Nhất là cho anh, yeah. Okay. Choose our feet.